Lê Văn Minh, xin chào anh em và các bạn xem video. Hiện tại là 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, tức là ngày 9 tháng 5 năm 2019. Mình làm video này để chia sẻ về việc chăm sóc các lượt lộc vải và cập nhật cái việc cái hiện tượng trời nắng nóng khô vải. Mình sẽ vừa đi vừa mời các bạn xem cái những cây vải của mình. Thì trước tiên mình nói về việc làm lộc trước. Gần đây có một số bạn vẫn hỏi mình về việc làm lộc như thế nào, chăm sóc lộc nào ra thời gian nào và để ra sao, phun ra sao như thế nào. Mình trả lời qua được một số những tin nhắn, tuy nhiên tin nhắn như vậy thì không thể nào nói hết được. Cho nên mình làm video này. Và trước khi các bạn xem video này thì mình có ý kiến, bởi vì là mình chỉ là một người làm vải hết sức bình thường thôi. Làm hoa, ra quả, đậu quả thì làm được, còn vải đẹp mình không làm được. Anh em nào mà giỏi thì đừng có xem nhé. Và mình cũng thật ra mình không có thời gian để mình chuẩn bị làm video tốt hơn đâu, cho nên các bạn mà làm tốt đừng xem video của mình làm gì. Còn tuy nhiên chia sẻ của mình chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, tuy nhiên cũng có một số hữu ích, bởi vì một số bạn vẫn hồi lại một cây gãy quá to rồi. Thôi bây giờ mình quay vào vấn đề chính. Thứ nhất, các bạn hỏi là lộc một bẻ như nào, lộc hai để nào. Thì như chúng ta biết, sau một thời gian cây vải ra hoa, từ thời gian lập xuân, sau lập xuân đến lúc đậu quả sau khoảng 1 tháng, rồi đến lúc từ nuôi quả đến bây giờ, mình cứ tính từ Tết bây giờ là tháng 5, 5 tháng nó nuôi hoa, nuôi quả, nó mất rất nhiều chất dinh dưỡng. Và cái chất dinh dưỡng đấy lấy ở đâu? Chính là quá trình tích lũy 1 năm. Sau 1 năm nó tích lũy chất dinh dưỡng, lấy từ mình bón, mình chăm sóc, nó có một bộ lá khỏe, nó có bộ lá nhiều để nó nuôi quả. Vậy bây giờ sau khi mình bẻ đi bộ lá, hay tóm lại cái cây đấy nó bỏ chất dinh dưỡng để nó nuôi cái cây, nuôi qua hoa quả mình. Sau một thời gian, bây giờ chúng ta lại bấm tỉa đi bán đi. Thì cái lần lọc đầu tiên chúng ta phải tuyệt đối giữ, càng giữ được bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Và cái lần lọc này thì như các bạn biết rồi, sâu đo ăn rất mạnh, thậm chí chúng ta phun sau 5 ngày sâu đo nó bằng, nó sắp bằng cái tăm rồi. Chỉ 2-3 ngày sau chúng ta phun thuốc sâu xong thì chỉ chết sâu thôi, nhưng con sâu đo nó, trứng sâu nó không chết. Và sau 5 ngày chúng ta đã thấy cái sâu đo bắt đầu có. Cho giai đoạn này sâu đo phá hại rất mạnh, cho nên chúng ta phải tuyệt đối giữ lọc một. Vì sao phải giữ? Bởi vì như mình vừa nói, sau một thời gian dài nuôi hoa nuôi quả, cây đã huy động toàn bộ chất dinh dưỡng để nó nuôi quả rồi. Bây giờ mà nó lại còn một phần chất dinh dưỡng nữa để tiếp tục ra lọc, mà mình lại để sâu ăn lọc ấy đi, thì cây sẽ kiệt quệ, không còn chất dinh dưỡng nữa. Nếu chúng ta mà không giữ được lọc một thì cây nó mất lọc, thì sau này mình nó có thể ra lại rất là loay hoay, rất khó ra, rất khó chăm sóc. Cho nên tuyệt đối các bạn phải giữ ngay lọc một. Còn lọc hai cũng vậy, chúng ta cũng phải giữ ngay lọc hai. Còn như mình đã chia sẻ một số video ấy, tức là lọc một lọc hai ra ngẫu nhiên nhưng chúng ta phải giữ chứ không kệ nó được, đặc biệt lọc một này. Đấy. Và lọc hai, lọc một lọc hai thì mình cứ làm nó ra lọc thì mình ui lại một cây gãy rồi, sai quá. Nó cứ ra lọc là mình phải phun thuốc. Còn chăm sóc phân như nào thì thôi, mình không nói về phân nữa. Còn lọc 3 thì như vườn của mình, những cây này, một quả thối. Những cây này thì nó còn trẻ. Thì mình, như cái vườn này, mình gọi là hai ruộng. Thì mình cho nó ra lọc vào trước lập đông 20 ngày và nó được như này. Tất cả các ngọn cây đều ra hoa 100% và quả nó đều được như này các bạn ạ. Đấy. Trước 20 ngày, trước lập đông. Vậy trước 20 ngày đến lập đông đến đông chí mình mới khoanh. Thì xong từ 20 ngày đến lập đông đến đông chí thì mình gọi là hạ đông chí, lập đông đến đông chí là 45 ngày. Vậy trước 20 ngày cộng đến 45 là 65 ngày. Thì 65 ngày thì vải mình đã được một lần lọc, thậm chí nó đã nhú lọc. Thì như cái lọc này, như vườn này mình có thể như loại cây tơ cái nhỏ này thì mình chỉ cần để trước lập đông 10 ngày mình cho ra lọc thì đến đông chí vừa phải, bởi vì trước đông chí 20 ngày thì nó còn nhú lọc. Cho nên vườn này sang năm mình có thể để, thì qua đây chúng ta thấy chỉ khoảng 60 ngày đã được một lần lọc rồi, thậm chí lúc cần lập đông mình cho ra lọc nó vẫn ra được lọc ba ấy, vẫn đến đông chí nó vẫn thể được một lần lọc mà đẹp ra được quả. Lọc 1, lọc 2 chúng ta phải chăm sóc tốt, nhưng đến lọc 3 thì chúng ta không cho nó ra tự nhiên nữa. Nếu như giả sử không may nó ra đúng cái thời gian nào ra sớm
mà nó bị sâu ăn mình kệ. Đấy quan điểm mình thế nhá. Chính mình năm nay vừa rồi mình làm khi nó ra lộc 3 mà sớm mình cho sâu ăn kệ nó, hoặc mình không chăm sóc là lộc nó dừng lại, nó còi, nó cọc, nó dừng lại. Và đến giai đoạn lộc lộc 3 ra, à đến trước đông chí, trước lập đông 20 ngày mình mới cho ra, kích ra và nó được những quả như này. Các bạn xem, được những quả như này. Tại sao mình không đi nữa? Bởi vì muốn mình đã nói xong phần chăm sóc lộc nhé, còn mời các bạn xem lại cái video mà mình nhớ không chính xác, hình như kỹ thuật làm vải ra hoa 100%. Bây giờ mình sẽ làm một cái so sánh tiếp theo. Mình mời các bạn lui lại một chút, bởi vì thôi mình quay ngược lại được. Bởi mình quay từ hướng đông lên để cho đỡ, à hướng tây lại để đỡ chói ánh nắng mặt trời. Ôi, mặt trời nó đang khoảng độ rất chói không nhìn thấy. Bây giờ mình đi ngược lại để các bạn so sánh một số chùm vải của mình, nơi mình để cỏ để nói việc khô, nắng khô nhé. Mình đi rất nhanh. Về phần hai cái ruộng này thì mình không sới, nó thật ra bị vợ mình sới thôi, mình không sới, chủ yếu sới đâu. Như hai vườn này mình sẽ so sánh đây, bất cứ một chùm vải nào, bởi vì trong những ngày mấy ngày trước khô rất mạnh. Chúng ta nhìn vải mình nhá, một chùm đây, các bạn thấy khô quả nào không? Không khô quả nào. Đây có một chùm bên này có khô không? Cũng không khô. Đây các bạn nhìn bên này, vườn mình dặm mù, các bạn nhìn có khô không nhá? Đây không khô quả nào. Đâu mình tìm một chùm nào nó cục một tí, mà các bạn cứ bảo là chùm cục hay khô. Đây không khô quả nào, đâu chẳng là chùm cục một tí. Đây chùm mình cho xanh một tí nhá, áp vào nhau các bạn nhìn này, cũng không khô quả nào đúng không? Trên này ui giời, rồi dặm có rãnh, rồi sang bên này đỡ dặm rãnh. Các bạn nhìn đây, không khô quả nào đúng không? Không khô quả nào. Rồi mình đi tiếp chỗ nào nữa. Đây, có để bên này hơi chói tí, cũng không khô. Ở đây, các bạn khá sai. Mình quay từ dưới lên, các bạn nhìn nhá. Không khô quả nào không? Không khô quả nào. Đây, không khô quả nào. Đây nữa, đây, dày gì dít đây, cũng không khô quả nào. Đây, cả bàn này, các bạn nhìn đây, khô, không khô. Không khô, không nứt, có chàm. Vải đang màu mây thôi. Đây các bạn rất sai. Các bạn nhìn xem, à đây có một quả thối, một quả nứt. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cũng không khô. Tóm lại mình không có thời gian nhá. Chúng ta biết rồi, Lục Ngạn mình bây giờ đang bán vải, mình không có thời gian để quay chi tiết được đâu. Quả này dạng chàm. Đây, các bạn nhìn chưa? Vải mình không khô. Đây, mình sẽ quay ngược lại, sẽ hắt ánh sáng. Các bạn có nhìn, nhìn vườn mình nhé, thấy chưa? Rậm một màu cỏ xanh ngắt. Vậy thứ nhất, mình đã để cỏ vào cái phần trên này, bị vợ mình sới. Thì các bạn, mời các bạn lên thẳng cái chỗ vườn mình sới, bị vợ mình sới nhá. Để mình đi ra cái phần đường này, đi cho dễ đi. Ở đây tiếp cái cây cuối cùng. Đây, các bạn nhìn chưa? Không khô. Đây, cũng không khô. Đây lên phần trên đường. Vải mình gãy nhiều lắm. Quả này nhỏ tí, trên đường hơi khô cằn, cũng không khô. Bây giờ mời các bạn sang cái phần bên này. Bên này vợ bị vợ mình sới đây. Ngay từ đầu năm mình dặn đi dặn lại tuyệt đối em không được động vườn anh, không được sới. Như hôm sới mình cáu hết, là nóng hết tiết đấy. Vườn mình vừa rồi mình chủ yếu bán cái loại vải đẻo thôi. Thì mấy hôm nay vải xuống giá lắm các bạn ạ. Vải thiều mình thấy từ 20 đến 30 được cùng thôi. Thì vải mấy hôm nay mình bán loại tần chỉ có 31 thôi, à 21 thôi. Đây các bạn nhìn nhá, bắt đầu có khô. Thấy chưa? Quả này bị sâu cắn rồi. Không xem nào. Chùm này không khô. Ở đây, như các bạn không nhìn thấy đúng không? Tóm lại chùm này bị khô. Khô vẫn một hai quả vậy. Đây, đây cũng bị khô, các bạn nhìn đất nhá. Này các bạn nhìn đất chưa, thấy chưa? Đất khô cong, nếu các bạn có lộn ruột không? Đây, cũng đỡ hơn. Đây có một chùm. Đây có chùm hơi cao. Đây có chùm khô đây. Các bạn có thể không nhìn thấy đúng không? Nhưng tóm lại khô, phía này có chùm khô. Nhưng các bạn nhìn đất này. Mình không có thời gian để mình quay chi tiết nhá. Đây, các bạn nhìn đất. Thôi, mình chỉ có ý kiến với các bạn như vậy. Thứ nhất là chúng ta để cỏ. Bây giờ một cân vải của mình đây, thôi cái loại sâu xấu bán 21, 22. Cái loại này mình bán
Thì hôm nay bán được đẹp 30 mới tròn 12 năm đi. Liệu như thế này, chuyển thối một tạ vải mất 2 triệu rưỡi. Mà cả vườn này mình thối 1 tấn khoảng 25 triệu. Và còn mua thuốc phải phun nữa. Thì một lần khô này mất mấy chục triệu. Vậy chúng ta vừa bỏ công xới sáo, vừa mệt nhọc, vừa mất tiền, vừa khổ. Cái đoạn này thì chúng ta bỏ làm gì? Đấy, như vậy đỡ hơn. Đấy, cho nên chúng ta chú ý nhé, từ sang năm trở đi chúng ta để cỏ xới sáo cỏ thật sạch giai đoạn đầu để cho cỏ nó mọc. À, xới sáo để mình rắc phân bón phân rồi, còn từ khi bắt đầu xới một lần duy nhất lúc có quả con thôi, còn sau khi bón chăm sóc xong chúng ta đừng xới nữa, hãy để rậm như cái phần mình gọi là vườn hai ruộng ấy, không hề có quả khô. Không hề có quả khô các bạn ạ. Còn trên này các bạn nhìn cỏ bắt đầu rậm hơn. Thì các bạn nhìn nhé, những chùm vải mình. Cả một chùm xanh xanh, mây mây. Rồi rít áp vào nhau này, dù rằng mình buộc. Nhưng vải vẫn không khô. Bạn nhìn tiếp trên này. Đây mình quay từ dưới lên. Không hề có quả nào khô các bạn ạ. Đây. 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 Thôi, bây giờ mình tiếp tục vừa đi vừa chia sẻ vấn đề quay về vấn đề làm lọc nhé. Thì mình như các bạn thôi, bây giờ đang hái vải mình bận lắm, mình không có thời gian mình nói đâu, mình đi phải nhanh, cầm điện thoại giúp các bạn thông cảm nhé. Thì vấn đề làm lọc. À, như chúng ta biết, vải như mình làm hoa rất tốt, rất đẹp, ra 100%. Nhưng quả mình đôi khi nó không đẹp, nó xấu. Thì qua đây mình giải thích như sau. Bởi vải mình nó quá sai. Vậy quá sai. Thì qua đây là nó quá sai vì cái lượng lá trên cây nó ít hơn quả. Ví dụ như là một mình không thể tính toán được, mình chưa làm một bài tính toán nào sau bao lượng lá bao nhiêu trên một quả. Nhưng chúng ta thấy khi giai đoạn quả còn nhỏ, vải mình rất đẹp. Và giai đoạn quả to bắt đầu nó không được lớn được nữa. Vì sao? Bởi vì quả quá sai. Cho cái lượng lá trên cây nó quá ít so với quả ấy. Cho nên chúng ta phải làm lọc thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Còn mà chúng ta can thiệp lọc bằng cách gì? Mình đã giải thích qua với các bạn về vấn đề để lọc ấy, tác dụng của loại phân ấy. Ví dụ như chúng ta cần lọc dài, chúng ta cần lọc dài nhanh, thành thục nhanh thì chúng ta dùng kali. Còn cần lọc dài, kéo dài thời gian lọc ra nhãn lâu bao nhiêu thì mình dùng đạm. Cho nên bây giờ chúng ta phải ra lọc làm sao tốt nhất, dài nhất để cho cây nó có một bộ lá nhiều nhất. Thì có mấy tác dụng. Thứ nhất là bộ lá đấy nó có tác dụng nuôi quả. Bởi như chúng ta biết rồi, lá nó hấp đón ánh nắng mặt trời, quang hợp với nắng mặt trời sản xuất chất hữu cơ tinh bột, hấp thụ khí carbonic để sản xuất tinh bột. Vậy nó phải nhiều lá nhất, bộ lá khỏe nhất thì nó mới sản xuất được nhiều tinh bột nhất để nuôi quả, thì quả mình mới to được. Nên tại sao chúng ta thấy những cây lưa thưa lác đác thì quả nó lại to hơn, đẹp hơn những cây mà quả sai. Cây sai không thể lớn nổi như vải của mình ấy, sai quá. Gãy bao nhiêu cành và quả không lớn nổi. Có thể video này mình chuẩn bị chưa kỹ, hoặc là mình nói nó còn mệt. Mình đang rất là vội cho nên không hay. Cảm ơn các bạn xem video. Ui, cây ngay dưới này này, các bạn nhìn này, mình zoom lên nhá. Gãy một loạt này. Đấy, tí lại phải vặt vải gãy về để bán. Các bạn nhìn cái hình ảnh từ trên cao xuống vườn mình. Một màu đỏ. Cái vườn này vườn đẹp mình chưa bán một xoàn nào cả, mình bán toàn vườn xấu trước, bây giờ chuyển sang bán vườn đẹp. Các bạn thấy video của mình có hữu ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Về làm vải đẹp, mẫu mã và to thì mình kém, nhưng để làm vải ra hoa, vải không khô là mình làm được. Tuy nhiên mình chưa chủ động hoàn toàn, bị vợ làm hỏng khá nhiều. Đấy, như đợt vừa rồi chính là cái đợt. Nếu các bạn ở gần đây nhưng mà các bạn đến xem cái phần vải của mình ở phần hai ruộng thì các bạn làm dẫn chứng ở đây, trực tiếp đến vườn mình xem. Chứ còn các bạn nghe video nó không thực tế bằng. Các bạn mà mình ở Nhật Thành, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang, số điện thoại của mình là ngày xưa là 01692840388. Bây giờ người ta đã bỏ 0169 thì thành 0392. Mình đọc lại 0392840388. Cảm ơn các bạn xem video.